Xin chào Minh Hưng đây. Chào anh em. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Yeah. Hôm nay các bạn ơi, tiếp tục sơ đi thi ăn mọi người nhá. Đó thì các bạn ạ, hôm nay mình chuẩn bị món select gà xé cay mọi người này. Wow. Đấy, nhìn ngon không? Hấp dẫn đấy. Món này hấp dẫn đấy các bạn ạ. Thì các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình tiếp tục sơ đi thử thách người cuối cùng ngừng ăn gà xé cay các bạn nhá. Mình chưa chơi rồi anh nhỉ. Hình thức chơi ngày nay rất đơn giản đấy các bạn ơi. Chúng ta sẽ bốc thăm theo số lượng nào. Thì chúng ta sẽ ăn tương đương từng đấy gói các bạn nhá. Ví dụ như bốc vào 11 này thì sẽ ăn 11 gói, hiểu chưa? Nhưng mà có chỉ lại mất nhược hay nước ngọt nhiều người anh. Đấy, hôm nay chỉ có ô nước ngọt thôi các bạn nhá. Không có ô mất lượt với lại chỉ định cho các bạn ạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Vẫn được nha nhờ. Phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 5 triệu đồng các bạn nhá. Còn hình phạt thì các bạn ơi, người thua cuộc này mình sẽ bắt uống một chén mật ong các bạn nhá. Wow. Hôm nay nhất định mình sẽ phạt các bạn ạ. Bởi vì mấy trước mình bận quá các bạn nhá. Rồi. Các bạn ấy video mình hay nhớ like và chia sẻ video của mình các bạn nhá. Người chơi ra sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi. Hôm nay không biết ai sẽ là người uống mật ong hoa vải đây. Chưa. Ai một chút đây. Chưa được một đây. Yêu tiên nương ăn nhiều cho béo. Rồi. Nương gạo này mụ mịn lắm các bạn ạ. Mình. Lắm rồi. Mình ra. Bách là bao nhiêu? 20. 10 các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Anh Hoàng 20 nha. Đẹp quá ạ. Đấy, Bách 10 gói. Chấm chín. Dương 5 gói. Vậy 13 gói. Ok, 10 gói nhưng mà vẫn ít hơn 20 các bạn. Nhá rồi, xong chắc thì hết thôi luôn các bạn. Rồi bóc đi. Món này nghe có vẻ nhiều mỡ đấy các bạn ạ. Nhiều mỡ các bạn nhá. Rồi. Đây các bạn nhìn này. Bóc ra nó như này các bạn nhá, nhìn rất là ngon miệng các bạn nhỉ. Đấy, các bạn nhìn chưa? Gà xé cay hấp dẫn đấy. Cố lên. Giống cái gói mèo yêu cá gần giống. Giống hay gói mèo yêu cá các bạn ạ. Nhưng cái vị này có vẻ như là có đen đen, nó kiểu giống có hạt tiêu các bạn ạ. Vị khác ấy. Khả năng mình nghĩ cái món này mặn đấy các bạn. Rồi. Còn mình mấy anh em nhá. Đấy, Lương có 5 gói đấy các bạn ạ. 5 gói thì bóc nhanh rồi. Ăn thế nào? Dài. Ăn nhiều sẽ mặn anh ạ. Có mặn không? Bà Lương ơi. Ăn như nào lại cứ mặn. Chưa nhuất. Có vị cay gì không ấy? Có cay nhẹ ngọt ngọt này. Nhiều mỡ không ạ? Dai không? Giống như có hạt tiêu. Dai lắm. Có hạt tiêu à? Đảm bảo nhiều mỡ. Rồi cay này chắc chắn là nhiều mỡ rồi các bạn ạ. Cố lên. Cái bọc mãi không xong các bạn, nhiều quá. Hoa vay một đĩa đầy các bạn ơi. Hồi mới quế anh ạ. Bách bóc nhanh phết nhỉ. Anh có mấy gói? 10 gói anh ạ. Đấy, tốc độ bóc còn nhanh hơn Tuệ. Tuệ nhiều hơn nhỉ? Tuệ nhiều hơn có 3 gói. Giờ mới bóc lên gói thứ 9. Cây cay à? Cay, có cái hạt tiêu. Hồi. Hồi quế. Hồi quế à? Rồi, ngon đấy. Nói chung là dễ ăn các bạn. Nó mềm. Không dễ ăn đâu các bạn, ngấy á. Rồi. Đấy các bạn này, hoa vanh đĩa này này. Cái đĩa này sợ luôn các bạn ơi. Ui. Dã man. Đen rồi. Quay gói cuối cùng rồi. Mình cảm nhận là rồi, mời các bạn nhá. Ăn cái này nó sầu mỡ ra các bạn. Ok, rồi. Mình mời các bạn nhá. Đấy của Tuệ thì bằng kia thôi các bạn ơi. Mình 13 gói thế này thôi. Kém anh Hoàng 7 gói. Yeah. Cắn nó sầu mỡ kinh hợp các bạn. Quánh một miếng anh Hoàng nhỉ. Dài dài có vị ngọt ngọt này. Mà cay cay ngọt ngọt cay cay này. Nếu mà anh nhiều em bà bích mạnh. Ăn ngọt ngọt từ vừa các bạn. Rồi cố lên. Tất cả hôm nay ai mà thua sẽ bị uống một chén mật ong mọi người nhá. Uống mật ong khép cổ của các bạn. Khép. Rồi. Đừng như là mất. Cố lên. Chẳng nhẽ ông nào mình làm clip người cuối cùng ngừng ăn uống mật ong các bạn nhỉ. Đấy. Cố lên, Tuệ cố lên, Tuệ ăn thế nào? Em ăn thấy nhiều mỡ. Nó như nào nữa? Cái rồi cay lắm mặn à? Mặn. Mặn cái mình biết mặn rồi ạ. Mặn. Ăn nó vừa vừa này, ngọt ngọt này. Đặc trưng của nó là nhiều mỡ ạ. Rồi. Ăn nó khỏe à. Kinh. Cố lên. Mấy vậy? Mấy. Cái này không thua vì lo mà thua vì ngấy ấy, các bạn. Đấy. Rồi. Nếu cảm thấy không ăn được thì chịu thua nha. Mình nghĩ mấy ông gầy gầy như này chắc là không ăn được ngấy đâu các bạn.
Những người mà mũm mĩm như mình mới ăn được nhiều mỡ. Mấy người béo nó sợ mỡ ạ. Gầy nó sợ mỡ. Béo nó hay kiểu nó béo gan nhiễm mỡ, các bạn nó sợ mỡ. Không, nếu mà ăn những người béo thì rất thích mấy cái đồ chiên rán nhiều mỡ. Hả? Rồi, cố lên. Bách cũng sắp ăn nhanh chứ nhỉ. Cố lên. Đấy, Hoa Vanh là cứ hai cả một gói một miếng các bạn ạ. Một gói một miếng không? Đấy, Lương ba còn gói. Lương còn 3 miếng thôi các bạn ơi. Vậy 13 gói các bạn ạ. Vậy ăn cũng chậm. Được nhiều hết. Cố lên. Ai là người cuối cùng sẽ được phần thưởng của mình các bạn nhá. Kinh. Mỏi hàm rồi các bạn. Mới ăn đã mỏi hàm rồi. Dài rồi. Dài. Tao bảo mình ăn miếng to quá các bạn. Ăn miếng to là phải dài rồi. Cố lên. Nhanh lên. Ngã quá. Ngay này nhá. Hàm chắc là chắc hơn anh ạ. Không à. Cơ ấy. Mình nghĩ ăn người anh nhiều, người anh nhiều mồm sẽ bị rộng các bạn. Rất cơ hàm. Sáng từ ngày mình vào em làm xuyên nhiều mồm bị rộng ra hồi. Hay là em cũng thế nhỉ? Các bạn thấy mặt mình to hơn không? Không, mặt em xinh hơn đấy. Cố lên. Vậy còn mấy gói các bạn ạ? Nói chung là ăn cái này nó mềm, nó không cứng như là những món khác mà ạ. Đúng mà, dai. Dai. Rất dễ ăn. Dai. Dai. Dễ ăn á. Dễ ăn. Rồi, Tuệ bảo dễ ăn là dễ ăn các bạn ạ. Không dễ đâu các bạn. Nhưng mà mình ăn hứng nổi hạn rồi. Ngắn ăn như nào. Các bạn này hợp với Tuệ không ạ? Cố lên. Còn với mình thì không hợp. Chắc là hợp với Tuệ thôi chứ mình thì dài. Chắc thế. Mình hay các bạn nhá. Đấy, Bách ăn thế nào? Ăn dai dai, mắc bệnh, nhiều mỡ. Rồi, nhìn mồm nó quẹn mỡ này kia bạn chưa? Từng, ăn lăng. Bắn lên đấy bạn ạ. Cố lên nha. Mẹ mạnh đấy. Mình lấy son mà ăn này kiểu như có lớp son bóng. Mặn thật đấy. Vậy nghe vất vả nhỉ, ăn cái gì cũng toát mồ hôi các bạn ạ. Rồi, nhanh đi. Mình chui các bạn nha. Rồi Bách hết, Lương hết. Hình hình ấy các bạn. Đúng rồi. Ăn một gói ngửa mỡ quá. Rồi nói chung là ăn cái này nó ngấy các bạn ạ. Ăn một gói thì nhiều mỡ anh. Em 10 gói thì nhiều mỡ anh ạ. Vậy hết chưa? Ôi em hết rồi. Đây em chút. Rồi tại một cái bạn nhá. Hết. Khi ấm mặt nhất. Rồi còn Hoa Vanh. Ăn ít thì ngon bây giờ. Mới chào nhiều. Ai à? Má mồm. Các bạn ơi, anh ít thì ngon, anh nhiều thì mặn cho bạn. Mặn mà ngấy các bạn á, mình tốt rồi nào. Rồi Hoa Vanh hết nha. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi người chơi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chú ăn ngon chứ anh, đi ăn bốc trước đi. Đi ăn bốc trước. Bánh bốc về. Em bốc trước đỏ anh ạ. Em bốc này bốc ấy. Chắc này Lương đỏ hơn không? Cái gì hả? 5 các bạn ơi! 5 10 10 10 10 20 Rồi các bạn ơi, Hoa Vanh may hơn rồi, 5 gói. Bách Khỉ 18 Lương 10 tăng 5 các bạn. Vậy ai nữa? Mình kết nóng luôn các bạn ạ. Đấy. Nay đầu tháng nghe có vẻ chắc là hôm may mắn mùng 1. Mùng 1 mình thấy vận may tới các bạn. Đầu tháng đổ ạ thế. Trộm phúc. Được nhiều à. Trộm vía. Cô Tương các bạn ạ. Cô bắt ăn ít. Hôm qua vừa đi chùa về các bạn ạ. Đấy. Cô Tương cô bắt ăn ít các bạn. Cố lên. Chả tháng trước béo, tháng mình bóc xong các bạn ạ, nhưng mà mình bóc hộp bách các bạn nhá. Uê, nhanh thế anh. 5 gói. À 5 à? Vừa hôm qua mình bảo Lương là đi uống nước mặc cái áo trắng, bảo nay đi chùa kiểu gì là bị thay đổi kịch bản là không phải quay đến rồi các bạn ạ. Vừa nói mồm qua nay y thế các bạn ạ. Đấy. Thế mình phải mặc áo đen các bạn nhá. Đúng rồi.
Cố lên. Bây giờ đang bóc mọi người nhá. Tay mình mỡ bây giờ bóc khó quá. Công nhận nhiều mỡ. Tay thật. Mỡ. Gạt siêu phát. Bánh bóc lâu thật các bạn. Ăn cũng vất vả mà anh. Nóng lắm. Nóng nhỉ. Mai hôm nay không lắng. Không biết các bạn thế nào. Nó mà lắng thì chữ mình mà lắng thì 3 hôm chắc là đem đi châu Phi. Còn châu Phi của anh. Mình mời các bạn nhá. Trước mình rồi, bắt đầu đi. Trước mình đem như bách các bạn ạ. Vậy bóc mãi không xong các bạn ạ. Mình mời các bạn nhá. Mời anh em nhá. Thôi lần này mình sẽ ăn nhồm nhòm. Không bỏ răng lắm. Rồi. Ý lương. Tuệ khổ nhỉ. Bóc chậm. Vì giờ trước mọi người bảo em ăn nhiều đấy anh ạ. Mình cận 18 quá mình phải ăn trước quá ạ. Cố lên. Bóc chậm tí ăn một mình có thế thôi các bạn ạ. Đấy đây các bạn nha. Của bách là 18 gói này. 18 gói. Đấy lương thì có 10 gói nhá. Cậu dùng cáo rồi các bạn ạ. Anh dùng kéo rồi. Cố lên. Bóc bãi không xong các bạn ạ. Mỡ. Bùa bóc bỏ anh hai chục em ạ. Hai chục cái. Rồi cố lên. Các bạn nhiều mỡ lắm mình đi. Nhiều mỡ thật. Kinh. Bánh rồi. Ăn nó sầu à. Cuống họng ạ. Nói chung là trận chiến này là sẽ kiểu dạng ngấy các bạn nhá. Vừa ngấy vừa lo. Mình ngấy vừa ngán. Mình ăn thấy người ngấy không ạ? Tại vì trước mình ăn tận 20 cái liền các bạn nhá. Các bạn ạ, vừa ngấy vừa ngán. Còn trước mình ăn tận 10 cái các bạn. Rồi cố lên. Rồi cuối cùng cũng xong. Mình mời các bạn nhá. Mày cần bù bù. Cần bù bù xong. Rồi chơi ta ăn giờ này là rồi. Cần bù bù xương năng. Ngấy anh ạ. Nhiều mỡ. Cố lên nha. Ngồi nhiều mỡ, anh nhiều mỡ mặn. Mặn. Không ạ. Giống mèo ưu cá hả các bạn? Nhưng mà cái loại này giống mèo cá nhưng nó khác cái nó có hạt tiêu ra các bạn ạ. Khác thế. Mình nhìn thấy nó đen đen. Ăn vị nó khác. Đúng rồi, hồi. Hồi quế. Cố lên. Cái này mỡ này các bạn ơi. Như là bóp vào nó sâu ra nhỉ. Cố lên nha. Có ư khác bạn. Ăn cảm giác nó thong thả hơn bạn. Không phải nhồi nhé. Rồi 5 gói các bạn nhá. Đấy có 5 gói anh Hoàng là may hơn các bạn ạ. May hả? Còn sau là 5 gói nữa hả mình hết. Đấy. Lúc đầu tưởng đen các bạn ạ. Nhưng sau lại thành may. Cố lên. Mẹ đã ba cái các bạn. Ngốc lơ mình. Mình đèn quá. Cái sức tuệ mới vào bay này. Giờ càng ngày càng đen. Các cụ không độ. Cố lên. Độ người mới thôi. Không độ người cũ. Đây mỡ. Tình nhỉ. Cái ảnh như kiểu nó ngâm mấy mỡ các bạn, nó vớt lên, nó tình nhỉ. Bánh ăn giờ này mình sắp hết rồi các bạn. Mạnh lắm mà nó ngấy. Ồ, cái này mỡ. Càng ăn nó càng mặn các bạn ạ. Công nhận. Thấy cay cay dần các bạn. Rồi ăn thế nào rồi? Mình ăn như đánh... Em ngấy mà trông có vị mặn lắm anh ạ. Em mấy anh ăn tát mồ hôi nhỉ. Ăn cay có vị cay vào nó nóng trong người em ạ. Hai ông này không có mồ hôi nha. Đấy, nhìn Tuệ ăn toát hết mồ hôi làm gì chưa? Mình toát hết mồ hôi mũi. Rồi cố lên nhé, em gái mình ăn khỏe thật các bạn ạ. Cố lên. Mình cũng ít mồ hôi bạn nhé. Ít hay là không có? Ít. Hôm nào mình làm cái việc gì đó, nó nặng nhọc, mệt quá thì nó sẽ ra nhiều mồ hôi bạn. Rồi, cố lên. Đấy. Bánh còn một nửa thôi, anh Hoàng thì sắp hết rồi. Mỏi rất quá hàm các bạn. Rồi.
Chỗ mình mùa hè mình phải tắm 2 lần một ngày các bạn. Thế à? Cố lên. Ngoài mồm chưa? Ngoài rồi. Cố lên nha. Mình bắt đầu sẽ xoáy quay hàm rồi. Thế anh bảo làm dễ ăn. Đúng rồi. Lòng người khó đoán các bạn. Dễ cái gì? Chắc lại giống Khánh Mường ở review. Về mỡ nhỏ quá. Mỡ nhỏ. Thôi mình chốt luôn các bạn nhá. Rồi hòa anh chốt nha. Đó. Có 5 cái ăn nhanh ạ. Rồi bác ăn nhanh đi. Lương còn mấy cái thôi. 5 cái sụp nướng lại. 3 miếng nữa là hết. Rồi tuệ ăn nhanh đi. Cố lên nhá, còn 3 người thôi. Cố lên. Cố lên. Ok anh gái. Bách ăn thì khỏe, mũi tôi còn hơi lách quá các bạn, mình ngồi gần. Hơi lặng mùi các bạn. Mùa này nóng lực nữa. Kinh. Đi về đi. Ô mai thứ mấy? Mai thứ mấy hả Mai? Chiều mai nhá. Mai thứ 6. Ở tầm 3 giờ. Hả? 6 á? Hả? Mai thứ 6 á? Ừ, không mình ngon rồi. Ừ. Rồi, cố lên. Mãi chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Rồi, cố lên. Đấy, còn 3 miếng nữa các bạn ơi. Mạnh đấy. Giờ thì còn mình tuệ là rất là nhiều bạn nhá. Tại tuệ bóc chậm. Mình bóc chậm các bạn ạ. Bóc chậm, ăn chậm. Cố lên. Kịch, mỗi cái hàm các bạn. Chốt. Bạch à, Lương chốt các bạn nhá. Rồi rất giỏi. Em gái mình khỏe phết. Đó là sau cuộc thi này càng thấy béo dần các bạn. Rồi. Càng béo càng xinh em ạ. Không phải giảm cân. Lại nhanh lên đi. Lương hộ mình miếng. Gì ơi. Chè xiên. Chè xiên. Ăn hộ thì ăn, không ăn hộ thì giả. Mình chưng hết các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Mình chốt các bạn nhá. Lắm quá các bạn ơi. Wow. Đi ăn ngồi trong phòng điều hòa. Hoa chịu thua chưa? Chưa, còn tuệ nữa. À, còn tuệ nữa. Chắc chịu thua rồi. Chốt luôn. Đã chốt chưa? Em chốt em coi. Rồi, vòng tiếp theo các bạn nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, bốc tham. Cho tuệ đi, cho tuệ đi. Tuệ đầu tiên, giải nhân phát anh. Tính là em thì ẹn. Lần này mình biết là mình không đỏ được. Mình biết rồi, tại mình không đỏ được. Rồi. Ôi. 12 con số rồi các bạn. 15. 15. 6. 13 các bạn ơi. 13. 8 các bạn ơi. Rồi, ok. Quá đen. Rồi các bạn ơi, tuệ lại đen các bạn ạ. Khả năng hôm nay tuệ ra đầu rồi. Uống mật ong là chắc rồi. Lương 6. Lương đỏ đấy. Bách 8. Hoa Vanh 13. Mình nhạy đen rồi các bạn ạ. Rồi, bắt đầu đi. Lương đỏ lại. Tổng cộng Bách được bao nhiêu nhỉ? 288. Ôi. Rồi cố lên. 25 đến 13, 38 rồi. Đi liều ơi. Đi ra ấy chở cho anh mấy mật ong về đây anh đi. Mới có 36 thôi đúng không? Chở cho anh 7 đến cùng à. Bạn 36 đúng không? Cố lên nha. 36. Tất cả hôm nay ai là người chiến thắng các bạn ạ, sẽ là phần thưởng của mình. Còn thua sẽ phải uống một chén mật ong. Anh 38 rồi. Mình chuyên bán mật ong hoa vải bạn nhá. Các bạn ơi, 36, 38. Rồi. Anh 48. Wow. Anh là 38. Đấy, đấy Lương. 21. Đấy, đầu tháng mà cứ 68, 68 này là lộc lắm đấy. Ừ, 68 là lộc quá, lộc mát các bạn. Rồi. Mình mời các bạn nhá. Rồi, ui, bắt đầu. Mình mời các bạn nhá. Cái đèn đấy bách mà đi anh ạ. À, thì chắc là ăn xin người ăn xin ở cổng không, còn có người cho tiền. Mời các bạn nhá. Rồi, đèn này có nhiều ăn xin không?
Nhiều. À, cô trứng nữa. Ừ. Đây. Phải gì? Rồi mình mời các bạn nhá. Rồi. Khỏe dẻo điên xin quá. Thường ta lại là béo béo như ở quán nhà nó điên xin. Thế á? Cố lên. Đấy giờ chơi người chơi ăn giờ này thế nào rồi? Mấy rồi các bạn? Mấy rồi các bạn? Tại sao? Em xoáy cái hàm là ngấy chứ anh ạ. Rồi Tuệ là người ăn nhiều nhất các bạn ạ. Bởi vì là vòng trước là 20, vòng này 15. Dã man. Bốc toàn số to rồi. Này Tuệ về phải tăng chục cân. Cố lên nhá. Hoa vanh vòng này đen hơn ạ, 13. Nhưng tổng 38 rồi các bạn. Cố lên. Mình tổng 36 các bạn ạ. Hôm nay ai là người cuối cùng ngừng ăn sẽ được phần thưởng của mình các bạn nhá. Mình các bạn ạ. Rồi hôm nay lương là ít nhất đấy nhỉ. 22. Chưa biết được cái này nhỉ. Còn cao tốt là 20 cái. Đúng rồi. 20 cái thì... Đúng rồi. Không. Thế thì nếu mà bạn bốc vào chục cái thì tớ vẫn ít hơn bạn. Đúng rồi. Nói chung là trò chơi này trò chơi may mắn các bạn nhá. Đấy cái này mình nghĩ là sẽ không vượt qua rồi. Nếu vượt qua cái vòng này cũng là kỳ tích đấy. Mình ngấy lắm rồi các bạn ạ. Rồi cố lên. Ngấy thôi. Uầy. Đấy thật sự các bạn phải nhầm mỡ quá. Nhầm mỡ. Ai bảo món này không ngấy. Rồi. Ăn ít thì ngon nhưng ăn nhiều thì hơi ngấy. Cố lên. Chắc béo phì mất các bạn. Toàn mỡ ơi. Ăn xong cái này mình nhảy dây nghìn cái. Rồi tại vài lúc vào này mới được thua đấy. Rồi, có ai chịu thua chưa? Chưa. Đấy. Hoa vanh thì vòng này có 13 gói này. Bách là 8. 8. Dương là ít nhất các bạn nhá. Vậy chịu thua chưa? Em chưa rồi. Cảm giác thế nào rồi? Ngấy nhiều mỡ thật ý. Rồi mình cảm giác nó no rồi. Nếu mà anh ăn nhiều anh nhất với anh em này. Anh nhiều nhất thua đi. Ngấy là quá. Ngấy 5. Sái hàm nữa. Ê ạ, ngấy. Ngấy hàm. Cố lên. Nhì lường. Nhưng núi mạnh thế. Quánh một lúc mấy tập luôn các bạn ạ, ghê không? Rất là đau răng à. Đúng thật. Quấn vào. Quấn vào rất cả mồm. Căn bản là răng mình to các bạn ạ. Phải răng Bách thì chắc là lung lay rồi. Ừ. Lại bay mất cái răng khẩn. Một tuổi nhanh đi. Hoa vanh sắp hết rồi, Bách hết rồi này các bạn này. Lương hết rồi này. Thật ra nói với anh em là em bị thừa răng, thừa hai cái luôn. Thế bẻ đi bán, bẻ đấu giá. Thế chứ một cái răng đấy. Thừa cái ngoài, thừa cái. Thế mà cái hiện tượng răng đấy hay bị xước lắm các bạn. Rồi cố lên. Làm trước người khác không? Bách còn một miếng thôi các bạn ơi. Nhiều một miếng các bạn nhá. Rồi. Lại cố lên, lại sắp hết rồi. Em đợi anh đấy. Nghe khổ ghê. Nhiều mồ hôi nhỉ? Mình cũng nhiều các bạn không nhìn thấy không? Ăn mạnh lắm anh. Anh tầm này nó mạnh nữa các bạn. Cái nóng có mồ hôi. Đấy, hoa vanh còn 3 miếng nha, Bách hết chưa? Mình chốt các bạn nhá. Rồi, Bách chốt. Mình chốt này. Lương chốt này. Rồi. Còn mình chốt các bạn nhá. Đây nè, Tuệ chốt luôn, ghê không? Chốt. Mình chốt bạn nhá. Rồi. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Đấy các bạn ơi, vừa đây là chỗ kia lắng quá, giờ chuyển chỗ nhá. Đèn. Thì ai bốc trước nhờ? Ai bốc trước là chẳng phải ăn. Thôi anh Hoàng. Không có chỉ dậy mất ngợt. Nước ngọt đâu mãi chẳng thấy nhỉ. Chả thấy nước ngọt đâu nhỉ. Tại bốc đi. Hoa vanh 20.
5 cái các bạn ơi. Yeah. Mình ối rồi luôn các bạn ạ. 18. Rồi. Mình ít nhất các bạn ạ. Ai nhiều. Rồi, Hoa Vanh 20. Rồi ơi, đèn quá các bạn. Bạch 5. Lương 18. Tăng rồi đấy. 15. 15. Vậy 18. Rồi, soát em ăn hết bằng này nữa thì đẳng cấp. Kinh quá đèn. Hoa Vanh anh là hết cũng là đẳng cấp. Mình hết vòng này nữa vào 58 rồi. Hoa Vanh. Hoa Vanh. Tại hết vòng đấy là bao nhiêu? Em 48 cộng 18 rồi. 66. 66. Yeah, 58 vì 66. Thôi, các anh em ấy đi, em rộng. Lương này đỏ nhỉ? Cũng của chiều hôm qua đi chùa khác. Một đĩa đầy luôn các bạn ơi. Yeah, kinh. Hoa Vanh khá giả đấy. Hoa Vanh khá giả đấy, độc lạ đấy. Mình mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Sầu mỡ gì? Mấy hả các bạn? Dạ ơn anh Hoàng, kém anh Hoàng có 2 gói. Mời anh em. Người chơi ta ăn giờ này thế nào rồi? Ngấy rồi. Ngấy rồi. Rồi. Đau mồm. Sấy quay hàng. Mình mời các bạn nhá. Bà một cám rồi. Nói chung là ăn cái này nó dẻo dai mềm. Nhiều mỡ. Mỡ. Ăn tổng này nó mặn mặn luôn. Ăn nhiều cái mặn. Hoa Vanh thì tổng bao gói rồi. Thế là 58. Uầy. Bánh bao nhiêu? Mấy em 41 đấy ạ. Lương bao nhiêu rồi? 36. Em mà qua vòng này là 66 rồi anh ạ. Gì? Đây mình được ống này các bạn ơi. Lớp mỡ. Nói chung là người chơi ta ăn nhiều rồi đấy, là lương ăn ít nhất. Ít nhưng mà cũng ngấy đấy các bạn ạ. Mình em quá không ạ? Hôm đầu anh ta 20 rồi. Hôm đầu anh Hoàng 20, vòng này 20 nhỉ, là 40. Lại còn mấy vòng kia nữa? Một vòng 5, một vòng 13. Ông mới vào ngày vòng thứ tư mà. Ừ. Năm thứ tư rồi, vòng thứ tư rồi. Ờ đúng rồi. Chuẩn. Mà chơi ăn rất nhiều bạn ạ. Cái gói này bình thường chúng ta đi ăn gọi là ăn thưởng thức gọi một gói các bạn ạ. Một gói kẹo thông thường ăn thôi. Gói thứ hai. Chứ không phải là ăn ba mấy gói, bốn mấy gói. Em gái mình nay may mắn thật. Lại cô. Gặp lấy quá rồi ạ. Ăn bây giờ cứ cắn đầu sầu mỡ ra mình cảm giác ghê họng các bạn. Giờ mình không muốn ra luôn các bạn. Nước quá rồi, ăn qua hạ rồi. Đây là mình nghĩ không phải là mỡ mà nó là dầu các bạn. Ừ, dầu. Ăn nhiều lại mặn nhỉ. Cố lên. Bánh Hoa Vanh cố lên. Anh là cố rồi anh ạ. Ừ. Anh là mình động viên là cố. Tại cố lên đi. Mình tại thế nào rồi? Mình cảm thấy mình nó rồi đấy. Nhưng mình phải chạy mình cố gắng các bạn ạ. Anh bao nhiêu nhỉ? Anh 66 rồi. Em lèo. Tắt điện rồi các bạn. Đấy các bạn thấy tem mình ăn khỏe không? Ai thua thì ăn mật ong hôm nay nhá. 25 gói rồi. Bài văn tắt đèn của ai anh nhỉ? Ngồi quá. Ngồi rất tố. Ngồi rất tố. Ờ, các bạn ghê cái khủng các bạn. Hey lão hả? Em cao. Cố lên. Mỹ Lương của ai? Vũ Lương. Nói chung là người là tên Lương vất vả lắm các bạn ạ. Từ ngày xưa đến giờ. Cố lên. Lương thời. Đương đầu. Đương gì nữa? Đương nhiên. Đương nhiên. Này.
Tên xấu nhỉ các bạn nhỉ, tên ngày xưa xấu nhỉ. Nhanh lên, các bạn đừng chịu đua nhá. Vậy ăn chậm quá đấy. Em ngấy mọi anh ơi. Ngấy quá hả các bạn? Các bạn đừng chịu thua nhá. Đấy, hoa vành sắp hết đĩa rồi à? Nhiều lắm các bạn. Có ngày thôi, nhớ rồi. Đấy, bay anh lên lên, 5 gói vừa rồi không hết. Vì mặt hoa vành thốn thật các bạn ạ. Giờ mình sắp thua rồi. Mấy quá à? Hoa vành mấy nhỉ? Em mấy cậu? Cậu không em phá. Cố lên. Ốc à? Kiến chân cối rồi. Một bên chỉ nhiều bạn ngao rồi các bạn. Ừ, chốt các bạn ạ. Rồi, bài chốt. Cảnh thế. Ngân cuối, chỉ ngay anh. Rồi anh Hoàng ơi. Đứng lên lên. Mạnh thế. Má hộ anh của má. Cái gì vậy? Má hộ anh. Thôi em nổi ngấy lắm rồi. Em chưa ngấy em anh hộ ngay. Rồi. Cố lên. Đấy, người chơi ta giờ là ngấy lắm rồi các bạn ạ. Pháp ngấy rồi mà. Sầu mỡ. Đúng rồi. Ơi. Em ngấy em rồi, em không muốn ăn nữa rồi. Thì thua đi. Em chịu thua anh ạ. Rồi, thì em ra đi. Vệ ra uống mật ong rồi. Đi tìm chén rửa sạch sẽ đi. Bông này, chả có nước gì. Bịp. Chắc là bị bịp. Hát rồi các bạn ơi. Quá ạ. Rồi, lương lúi hết. Hoa vanh này. Là còn hoa vanh thôi. Cố lên, còn tí là hết rồi. Bay ăn hộ hoa vanh hai ngày. Mới quá bạn. Đỡ mà không ngờ đỡ ăn hộ hoa vanh thì vừa lấy. Thôi rồi. Sao? Anh không thua, không ai nữa. Thì thua gì? Thì thua. Rồi, thì anh ra đi. Thấy hiểu bạn. Đấy. Bây giờ chỉ còn hai người bạn ạ, Lương và Bách. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi còn hai người nhá. Đấy, ai bốc trước đây? Em đi. Em mày bốc đi. Anh bốc đây. Hượt may phát. Xem có vào cho ngọt gì không? Đợi nha. Rồi, dơ lên. Lương ngọt các bạn ơi. Rồi, mời cái. Ok, Lương may mắn đấy. Rồi, wow. Bắt đầu. Rồi các bạn ơi, Lương ngọt của Lương nhá. Dạ, em chi. Còn đây là 10 gói Lương của Bách. Lương núi trướng thế. Bách tổng bao gói anh nhỉ? Em 41 mới 10 là 51 anh ạ. Rồi bắt đầu đi. Các bạn ấy đang khát nước. Úi giời ơi, mấy các bạn nhá. Núi đổ hết bốc vào trong ngoài. Sao đấy? Ngon. Nhưng núi đi. Chơi chiếc nước à? Còn lâu đấy. Thôi tớ bốc hộ bạn nhá. Ok bọc. Lương may các bạn ạ. Vòng này vào nước ngọt. Đổ may nhá. Thật. Nhưng núi giỏi thật các bạn ạ. Lại cô độ các bạn ạ. Lúc mà ăn xong rồi có cái thứ tráng miệng. Đỡ mặn và cay. Rồi bánh ăn giờ này thế nào rồi? Ngấy rồi anh ạ. Ngán, nó mặn. Vừa mặn vừa nhiều mỡ các bạn ạ. Ôi ôi. Sạch bạn ạ. Lương ăn hộ bách thì ăn. Đây, bạn có nước ăn hồi đây. Mình mời các bạn nhá. Rồi, bắt đầu đi. Cố lên. Đấy. Ý. Ừ, khỏe lắm.
nước núi uống dã man các bạn ơi. Hết rồi. Rồi. Quá đẳng cấp. Khỏe nhỉ. Mình công nhận dạo này mình ăn khỏe. Rồi còn bách thôi. Đấy. Lương ăn khỏe thật. Ôi ơi các bạn ạ. Công nhận mình ăn khỏe thật. Đấy, hôm nay khả năng lương tháng rồi các bạn ạ. Nhưng mà dạo này mình ăn khỏe thật các bạn. Thế là mặt bằng cái mâm nữa ta. Nhưng mà không. Tối mình không ăn cơm các bạn. Mình chỉ ăn trưa thôi. Rồi, cố lên. Mấy khỉ ăn nè. Mình có linh cảm mình là người chiến thắng của gì các bạn ạ. Rồi, nương dễ thắng lắm. Bách chịu thua đi. Ừ, cần nhau vậy ơi. Các bạn ơi, ngày xưa mình đen như bách các bạn ạ. Đấy, sau một thời gian chăm bẵm da của mình thì các bạn nhìn thấy chưa? Bạn trắng thì không phải khoe đi. Đây. Nhìn nào, để lên. Yeah. Rồi, kinh. Đường trắng đấy. Rồi, bách lên đi. Sự đen bằng bách. Bách cố gắng phết các bạn nhé. Cố lên nha. Mở ra hành thẳng quá. Cố lên. Thua chưa? Chịu thua chưa? Em thua rồi. Rồi. Em thua rồi. Rồi. Chịu thua đúng không? Em vừa thua vừa mới vừa mở làm nó vừa mặn rồi em thua rồi. Rồi thì hôm nay Lương là người chiến thắng các bạn nhá. Yeah. Rồi các bạn ơi. Hôm nay em gái mình là người chiến thắng nha. Yeah. Yeah. Mật ong nhà làm. Đây 5 triệu của em gái đây. Đây em xin ạ. Còn bây giờ là mật ong các bạn này, thôi để anh rót cho. Đây các bạn nhá, mật ong hoa vải. Đặc sản Bắc Giang của mình các bạn nhá. Các bạn mà muốn mua thì các bạn vào TikTok shop của mình mua các bạn nhá. Đấy, và bây giờ người chơi người ta bây giờ hình phạt bạn ạ. Review luôn. Ok không? Ok. Rồi nào. Không anh review luôn. Đây bạn này, mật ong hoa vải này nó không được đặc lắm bạn nhá, nhưng mà nó nguyên chất 100% là mật ong hoa vải bạn nhá. Được quá. Chào một chị ăn. Kinh, uống này xong thì chắc khé cổ ạ. Về tiểu đường ấy. Lại bảo Thi người cuối cùng ngừng uống mật ong chắc một chén chết khiếp. Thôi không phải vuốt em ơi, lau tay à. Uống đi. Luôn. Nó như nào anh? Nó khé. Đấy đúng. Nó ngọt khé nhưng mà nó thơm ạ. Thơm mùi hoa vải. Thơm mùi hoa vải. Rồi, đến lượt Tuệ nhá. Ấm Tuệ. Yeah. Wow. Đấy. Đinh. Đây là đặc sản Bắc Giang mình các bạn ạ. Đấy, rất là ngọt thơm bạn nhìn này. Đấy. Đây là hình thưởng chứ không. Đây là bình thường mà pha ra nước. Ôi ôi tôi anh ơi. Hoa vải nó đặc trưng là nó ngon lắm các bạn. Mà mình uống các bạn nhá. Đấy mình bán 215.000 2 lít mọi người nhá. Nó thế nào? Ngọt ngọt, thơm thơm anh ạ. Thơm mùi hoa vải đúng không? Thơm lắm anh ạ. Làm cốc nữa. Thơm làm cốc nữa. Uống hết chén đấy làm chén nữa. Chén nữa nhá. Chọn ghê. Chén nữa nhá. Đúng rồi, làm chén nữa đi. Đây à, cạn luôn. Rồi, ok. Chén nữa.
xin tiền nữa đây. Thôi em khé cổ rồi, rồi bách nào. Bách. Bách chỉ có mà cả chai được. À bách ơi, hắn hai chén luôn à. Bách uống hai chén à? Bách hai chén. Một thôi. Hai chén. Ừ. Lỗ vốn của anh. Nhiều tốn. Và anh em tiểu đường hết. Ngọt khé quá. Kinh. Nhưng mà thơm mùi hoa vải các bạn nhá. Màu đây này, ai bị đau họng là khỏi luôn đấy các bạn. Màu răng bách giống nhau màu đồng màu phết. Yeah. Các bạn ơi, các bạn thấy video này mình hay nhớ like chia sẻ với mình nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.